Dạ con thấy rồi ạ cô. Rồi, thời gian cô ôn tập cho các bạn rất nhiều nên là các bạn cố gắng thứ bảy làm bài kiểm tra cho nó điểm cho nó cao một xíu nha. Điểm kiểm tra này là hệ số 2 đó nên là các bạn cố gắng ha. Dạ. Rồi, bây giờ tới câu 21. Để xem thử hôm trước là những bạn nào chưa có điểm miệng nha. Những bạn nào mà biết câu trả lời thì vẫn giơ tay cho cô à, để những bạn mà chưa trả lời được cô sẽ gọi các bạn trả lời để bổ sung nha. Rồi, loại nguyên liệu nào sau đây hầu như không thể tái sinh? Để cô xem những trong những bạn giơ tay này là bạn nào chưa có điện cô gọi nha. Gia Mỹ Hoàng Thịnh ơi, mở cam lên con. Rồi cô mời Nguyễn Du nè con. Loại nguyên Dạ liệu thưa cô, tái sinh dạ con. thưa cô, theo như con nghĩ là dầu thô C. Rồi, C chính xác, dầu thô ha. Rất dễ đúng không? Tiếp theo câu 22, cây trồng nào sau đây không được xem là lương thực? Nhớ là chữ không được xem nha, các bạn nhớ chữ không được nha. Rồi cô mời Nguyễn Gia Bảo với số 1. Em nói cô là cô A. À, cô Mía. A là mía, mía không phải là lương thực đúng không? Rồi chính xác. Tiếp theo câu 23, trong các thực phẩm dưới đây, thực phẩm nào là giàu chất đạm? Câu này ai biết ha? Khánh Trân, mời Khánh Trân. Khánh Trân ơi, chưa bật mic kìa con. Trong các thực phẩm nào dưới đây thực phẩm nào giàu chất đạm? A rau xanh, B gạo, C trái cây, D thịt. Con chọn nào? Cô ơi, bạn thân chăm chát thì cô. Ủa À, mà cô. nãy nãy giờ không nghe được cô nói. Yeah. Rồi. Bạn Khánh Trân, để cô nhắn cho bạn Khánh Trân xem lại cái âm thanh của bạn nha. Rồi, mời Bội Đình nè. Bội Đình mấy nay tích cực ra tay nhưng mà hôm trước vẫn chưa chưa lấy được điểm nè. Mời Bội Đình thử xem. Dạ thưa cô chọn con C. Trái cây giàu chất đạm chưa chính xác ha. Để xem thử bạn nào nữa trong những bạn giơ tay này, những bạn này đã có điểm hết rồi. Gia Khang cũng có điểm luôn rồi. À, Việt Thành, cô mời Việt Thành nào con. Dạ thưa cô, con chọn câu B. Cô B là gạo. Vậy nào, Việt Thành xem lại kiến thức của mình thử xem gạo là thuộc gì. Gạo là lương thực đúng không? Mà lương thực là cái chất nào chiếm nhiều nhất trong lương thực đây? Con xem lại khái niệm mà về lương thực trong bài 14 thử xem. Trong bài 14 là người ta nói lương thực là gì? Là thức ăn giàu gì? Rồi, Việt Thành thấy khái niệm lương thực chưa con? Rất nhiều bạn giơ tay đây. Cô đang gợi ý để con trả lời lại câu trả lời này để lấy điểm đây. Dạ thì cô À, lương thực thức ăn chứa hàm lượng lớn tinh bột đúng không? Như vậy gạo là thuộc lương thực đúng không? Như vậy gạo là gì? Thực phẩm giàu bột chứ nó đâu có giàu chất đạm đâu. Như vậy con xem thử cái nào là giàu chất đạm đi. cô là cô B. Là Con chọn đất thứ
tiếng mít cho cô con. Chọn câu D cô. Rồi câu D mới chính xác nha. Lúc nãy bạn bạn Lộc có nói câu D rồi đó. Nên là bạn Thành lát nữa cố gắng thêm một câu nữa cô mới cho điểm con được nha. Thực phẩm giàu chất đạm là thịt mới đúng nha. Gạo là gì? Gạo là giàu gì? Tinh bột nha. Gạo là thuộc hydrogen là nó sẽ giàu tinh bột, được chưa? Còn về trái cây là gì? Giàu vitamin, không có giàu chất đạm nha con. Thịt mới là gọi là giàu chất đạm, được chưa? Rồi, câu tiếp theo, câu 24. Để phân biệt tinh khiết và hỗn hợp thì mình sẽ dựa vào cái gì? Câu này hôm trước cô có giải rồi luôn đúng không? Câu này không? Rồi Lộc thả tay xuống rồi hả? Lộc đâu? Con đúng. Cô ơi, con nhận cô. À, Khánh Linh, Khánh Linh hôm trước chưa có điểm đây. Khánh Linh trả lời câu này để xem, để phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp thì con dựa vào cái gì đây? Dạ thưa cô, là con chọn cô D, số chất tạo nên. À, đúng chính xác, số chất tạo nên ha. Câu này hôm trước cô có giải rồi đó, các bạn lưu ý cho cô nha. Dựa vào số chất tạo nên thì mình sẽ phân biệt được chất tinh khiết và hỗn hợp. Chất tinh khiết là được tạo nên từ một chất duy nhất. Rồi, còn hỗn hợp là chất, nó sẽ được tạo nên từ hai chất trở lên, được chưa? Như vậy những cái nào tạo thành từ hai chất trở lên thì mình gọi là hỗn hợp, được chưa? Rồi các bạn lưu ý câu này cho cô nha. Rồi tiếp theo, hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch, được chưa? Rồi bạn nhắc lại khái niệm dung dịch cho cô thử xem. Dung dịch là gì đây? Đăng Khoa, con xem lại khái niệm dung dịch cho cô thử xem. Dung dịch, dịch là nó thuộc bài 15 đó con. Rồi con xem lại thử là dung dịch là gì. Con nhắc lại khái niệm dung dịch cho cô thử xem. Dạ. Dạ. Chưa. Cái tình hình dịch bệnh này biết sao. Bữa trước là dự tính là nó tháng 12 đó. Rồi đang Khoa lập ra tới cái bài số 15. Con mở xem là khái niệm dung dịch là gì, trả lời cho cô dung dịch là gì. Rồi Đăng Khoa thấy chưa, bật mic lên trả lời đi. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của chất tan và dung môi. Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa chất tan và dung môi, đúng không? Mà hỗn hợp đồng nhất là gì? Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp thì sao? Hỗn hợp đồng nhất là hỗn hợp có thành phần giống nhau tại tất cả mọi vị trí, đúng không? Tất cả mọi vị trí trong bộ phim. Rồi như vậy thì con xem thử cái nào là bệnh Hồ Chí Minh là tưởng niệm mấy người chết Covid rồi. Và Đăng Khoa xin thử là trong 4 đáp án A, B, C, D thì đáp án nào là hỗn hợp không đồng nhất? Nhà hỗn hợp không đồng nhất đó hả cô? Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất đúng không? Như vậy câu hỏi của mình là không được xem là dung dịch, có nghĩa là mình đi tìm hỗn hợp đồng nhất, được chưa? Dạ. Có vậy không là mấy ngày chết á, chưa đâu biết đâu. Con chọn con câu B. Đúng rồi, đáp án B là đáp án chính xác rồi, cô cảm ơn con. Một từ và nước khuấy đều là hỗn hợp không đồng nhất, được chưa? Tại vì khi mà mình bỏ bột mì, mình bỏ vào nước thì sao? Cái bột mì của mình sao? Khi mình khuấy thì nó lơ lửng trong nước, đúng không? Và khi không khuấy nữa, mình để yên lặng thì sao? Bột mì nó sẽ lắng xuống dưới đáy và nước ở trên, thì nó tạo ra hỗn hợp không đồng nhất, được chưa? Như vậy khi mà đề bài yêu cầu tụi con là chọn cái hỗn hợp nào mà không được xem là dung dịch thì tụi con đi tìm cái nào là hỗn hợp không đồng nhất, được chưa? Rồi
Tiếp theo là câu 26. Theo em, sữa chua là dạng nào trong các dạng sau đây? Nhũ tương, hỗn hợp đồng nhất, dung dịch hay là huyền phù? Được chưa? Câu này ai trả lời được? Dạ con ơi, Huỳnh Đạt. Cô gọi chưa? Con. Mà em có gọi Huỳnh Đạt với con không rồi? Huỳnh Đạt dạ, Mỹ rồi. Rồi đó. Để cô gọi những bạn kia có điểm nha con. Rồi lát nữa trong cái phần sửa bài cô sẽ gọi lại tụi con sau. Dạ. Dạ. Rồi không biết Khánh Tân nghe được cô nói chưa ra. Dạ, không có nhắn tin riêng cho cô nha. Con tập trung vào cái bài sửa của cô đi nha. Khánh Tân thả tay xuống mất tiêu rồi hả? Rồi Vị Thành, con trả lời được câu này không? Để con lấy điểm lúc nãy. Dạ, từ từ cô ơi. Rồi như vậy để chọn được đáp án trong câu này thì mình xem ha, mình xem lại khái niệm về nhũ tương, về hỗn hợp đồng nhất, dung dịch và huyền phù. Hỗn hợp đồng nhất thì lúc nãy bạn Đăng Khoa có nhắc lại rồi ha. Hỗn hợp đồng nhất là cái hỗn hợp gì? Có thành phần giống nhau tại mọi vị trí trong toàn bộ hỗn hợp đúng không? Như vậy tụi con xem thử sữa chua nó có thành phần giống nhau tại mọi vị trí không ha. Rồi tiếp theo về nhũ tương. Nhũ tương là gì? Chắc cô phải mời các bạn nhắc lại khái niệm rồi mới các bạn mới chọn được đây. Rồi Tiến Dũng nhắc lại bốn khái niệm này cho các bạn cùng nghe rồi để các bạn chọn đáp án con. Dạ. Dạ thưa cô, là nhũ tương là một hỗn hợp không đồng nhất gồm một hay nhiều chất lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng nhưng không tan trong nhau. Rồi. Dạ còn huyền phù là một hỗn hợp không đồng nhất gồm các hạt chất rắn phân tán lơ lửng trong môi trường chất lỏng. Rồi. Như vậy ha, mình xem nè. Câu A và câu D nè là hai hỗn hợp này sao không đồng nhất đúng không? Còn câu B và câu C dung dịch là hỗn hợp đồng nhất đúng không? Như vậy B và C là hỗn hợp đồng nhất. Như vậy tụi con xem thử. Cái sữa chua là hỗn hợp đồng nhất hay hỗn hợp không đồng nhất đây? Rồi cô gợi ý cho Việt Thành nha. Việt Thành bật mic lên đi để trả lời câu này cho cô nha. Theo con, sữa chua là cái hỗn hợp đồng nhất hay là không đồng nhất? Trước tiên con phải phân biệt trước cái đó đã. Cô theo con là sữa chua là hỗn hợp đồng nhất. Hỗn hợp gì? Được không? Nhất hay không? Nếu mà là tất cả mọi vị trí trong cái thành các thành phần trong sữa chua tại mọi vị trí nó đều giống nhau và nó tan vào nhau nha. Như vậy theo con, sữa chua nó cái tất cả các thành phần trong sữa chua nó có tan vào nhau hay không? Ví dụ mai thảo bậc cam đi con. Phương Thảo ơi, con đâu rồi? Con chỉnh cái cam cho thấy mặt con đi Phương Thảo ơi. Rồi, Vi Thành trả lời câu hỏi của cô đi. Sữa chua, theo con, nó có phải là hỗn hợp đồng nhất hay không? Dạ, không. Rồi, nó là hỗn hợp không đồng nhất. Như vậy mình loại trừ phương án B và phương án C cho cô. Còn lại phương án A và phương án D, được chưa? Bây giờ con phân vì nhũ tương và huyền phù. Huyền phù gì là mà gồm các chất rắn, các hạt rắn lơ lửng trong chất lỏng. Còn nhũ tương á là cũng là hỗn hợp không đồng nhất nhưng nó là gồm một hay là nhiều chất lỏng lỏng phân tán trong môi trường chất lỏng, được chưa? Như vậy con, theo con là sữa chua là nó có những cái hạt rắn trong đó hay không, lẫn trong cái hỗn hợp đó hay không, hay là nó những chất lỏng phân tán vào nhau? Sữa chua của mình là từ đâu? Từ sữa tươi lên men đúng không? Như vậy theo con là cái đó là nhũ tương hay huyền phù? Huyền phù thì nó phải có hạt rắn lơ lửng trong cái sữa chua đó. Bây giờ sữa chua của mình có hạt rắn nào lơ lửng trong đó không? Dạ con chọn
cô A nhũ tương thôi. Đúng rồi, cô A nhũ tương, được chưa? Lưu ý cho cô ha, sữa chua hay là sốt mayonnaise của mình á là nhũ tương, được chưa? Tại vì nó là bao gồm gì, trong thành phần của nó là gì, là một hoặc là nhiều chất lỏng phân tán trong chất lỏng, được chưa? Rồi các bạn lưu ý ha. Tiếp theo câu 27, câu này mình có làm rồi nè. Khi hòa tan bột đá vôi vào nước, chỉ một lượng tan trong nước, phần còn lại là làm cho nước bị đục. Như vậy hỗn hợp này được gọi là gì? Câu này hôm trước mình học xong bài 15, cô cho các bạn làm trắc nghiệm rồi. Rồi các bạn đợi cô một xíu nha. Dạ. Anh mở cam lên con, anh Mai Thảo mở cam lên nè. Bài môn toán ngày hôm qua bạn nào chưa hoàn thành thì chiều nay mấy bạn hoàn thành cho cô nha mấy bạn. Ủa cô, hình như trên sub có hai bài trắc nghiệm đó cô. Rồi, câu này bạn nào trả lời được đây? Để cô gọi những bạn điểm nha, những bạn chưa có điểm cô thấy không giơ tay gì hết là cô không cho điểm được, và vài bữa nữa là các bạn không có điểm để cô nhập lên đâu đó nha. Rồi cô mời Trường Khánh. Con chọn câu C nhũ tương. Rồi con phân biệt thử xem là nhũ tương là gì. Nhũ tương là gì? Một hoặc là nhiều chất lỏng phân tán trong chất lỏng, mà con xem là chỉ một lượng tan trong nước, lượng còn lại nước bị đục, đúng không? Như bộ lượng nước bị đục đây là có phải là chất lỏng tan, là phân tán trong chất lỏng hay không? Con lộn rồi, con nói là cô đa huyền phù mới đúng rồi. Huyền phù mới đúng ha, được chưa? Cái này là từ, tại vì cái này là gì, cái phần tan rồi mình không nói ha, còn phần còn lại nó không tan, được chưa? Nó không tan, nó có nghĩa là nó lơ lửng ở trong cái nước của mình đó, được chưa? Cái bột đá vôi, cái phần còn lại không tan đó, nó lơ lửng, như vậy nó là huyền phù, được chưa? Trường Khánh hôm sau là đọc kỹ đề rồi mới trả lời nha con. Rồi, câu hỏi tiếp. Câu 28. Hỗn hợp nào sau đây không được xem là dung dịch? Câu này... Ô, cái này trả lời. Câu này rồi, trả lời. Câu này trả lời rồi, câu này bị trùng rồi. Câu 29, phương pháp nào sau đây đơn giản để tách cát lẫn trong nước? Chưa, các bạn xem lại khái niệm lọc chiết và cô cạn cho cô thử xem. Hôm trước Hoành Đạt có hỏi cô dùng mấy ly tâm con về, con tìm hiểu chưa? Dạ chưa cô, tại vì con còn phải làm nhiều cái cô.
chưa có thời gian rảnh. Khi nào rảnh thì mình tìm hiểu lại xem là cái phương pháp dùng máy ly tâm là như thế nào nha con. Rồi. Dạ. Để tách cát ra khỏi nước thì mình dùng phương pháp nào đây? Câu này rất dễ luôn. Rồi mời Hoàng Thịnh. Con chọn câu nào, nói to lên con. Dạ con chọn câu C. Câu C dùng phương pháp chiết. Phương pháp chiết là phương pháp thế nào con? Có thể nhắc lại khái niệm phương pháp chiết cho cô được không? À không phải, không phải. Dạ con lọc á, lọc mới đúng á cô. Lọc hả? Rồi như vậy phương cho cô là gì? Mình chọn đáp án là không phải là mình muốn chọn đáp án nào, mình chọn theo cái cảm tính của mình nha. Mình phải xem lại lý thuyết thử xem. Lại lý thuyết cho cô thử xem. Con nhắc lại phương pháp lọc là phương pháp như thế nào, chiết là gì, khô cạn là gì cho cô thử xem. Hoàng Thịnh lật vở ra hoặc là lật sách ra nhắc lại cho cô ba phương pháp lọc, khô cạn, chiết là phương pháp như thế nào. Rồi Thịnh thấy chưa? Cái bài đó là cái bài gần đây nhất mình học luôn á. Con lật lên đâu mà xa lúc vậy? Thưa cô là phương pháp lọc là dùng để phương pháp tách... lọc à, phương pháp lọc chứ không phương phải pháp lọc là nha. Dùng để tách chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp. Còn phương pháp là khỏi hỗn hợp gì, ra khỏi hỗn hợp. Không tan ra khỏi hỗn hợp gì? Con trong sách con không thấy thì con mở vở con ra. Hôm trước cô có cho ghi một số phương pháp đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp. Ý là cô bạn Thịnh có ghi bài không? Phương pháp lọc là dùng để tách các chất rắn không tan ra khỏi hỗn hợp lỏng. Còn phương pháp khô cạn là dùng để tách chất rắn tan không hóa hơi khi gặp nhiệt độ cao ra khỏi dùng hỗn hợp lỏng. Còn ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng. Ra khỏi dung dịch hỗn hợp lỏng. Còn phương pháp chiết là dùng để tách các chất lỏng ra khỏi hỗn hợp lỏng không đồng nhất được chưa? Như vậy sau khi con đọc khái niệm về ba cái phương pháp rồi thì con xem thử cái hỗn hợp mà cát lẫn trong nước là hỗn hợp như thế nào. Cát là không tan đúng không? Cát là không tan trong nước đúng không? Như vậy con sử dụng phương pháp nào đây? Vậy là phương pháp lọc. Rồi chính xác ha. Hôm sau là xem lại khái niệm rồi xong mới trả lời nha, được chưa? Chứ không phải là cảm tính là muốn trả lời cái gì đã trả lời đâu nha con. Tiếp theo câu 30. Nếu không may làm đổ dầu ăn vào trong nước thì ta dùng phương pháp nào để tách tiên dầu ăn ra khỏi nước? Cái này hôm trước mình học có phần cô cho các bạn tìm hiểu cái một số phương pháp thực hành tách chất rồi đúng không? Bạn nào mà lưu ý là các bạn sẽ nhớ được cái phương pháp
Nó có sẵn trong sách giáo khoa luôn, chỉ cần nhìn vào đó và đặt lên thôi. Rồi, cô mời anh Quân, Trần Anh Quân. Dạ, dạ. Rồi, con sử dụng phương pháp nào để tách riêng dầu ăn ra khỏi nước? Sử dụng phương pháp. Hôm trước cô có hướng dẫn là nếu mà dầu ăn mà trong nước thì mình sẽ sử dụng phương pháp nào? Để tách dầu ăn ra khỏi nước thì người ta sử dụng phương pháp nào đây? Sử dụng phương pháp. Vậy là nãy giờ bạn Hoàng Thịnh trả lời con không tập trung rồi đúng không? Dùng phương pháp lọc hay là dùng máy ly tâm hay là chiếu hay là cô cạn đi? Mình sử dụng phương pháp. Bạn Anh Quân học không lưu ý nha, bạn Anh Quân học không chú ý nha. Rồi mời Khánh Trân rồi. Khánh Trân ơi. Dạ cô. Rồi câu 30 mình sử dụng phương pháp nào để tách dầu ăn ra khỏi nước đây con? Dạ theo con là cô A lọc. Lọc. Lọc là phương pháp mà tách chất rắn ra khỏi. Con C ạ. Mấy bạn trả lời là cô đã nhắc đi nhắc lại là các bạn phải tập trung câu hỏi và câu trả lời của mình để trả lời cho nó chính xác nha. Chứ không phải là mấy các bạn nhìn là sao bạn trả lời nhầm rồi lẫn trong này. Rồi. Như vậy trong phần này, trong cái ôn tập này là xong ha. Các bạn lật lại cái bài mà hôm trước cô cho các bạn làm bài tập về nhà. Để cô chia sẻ cái màn hình cho bạn. Các bạn lật ra cái phần mà cô câu hỏi trách nhiệm cô cho các bạn làm bài về nhà mà làm trên giấy đó. Cô 1 chọn đáp án gì, cô 2 chọn đáp án gì đó. Hôm trước mình giải tới câu 30 rồi đó. Các bạn để các bạn sửa luôn trong cái bài của các bạn nha. Dạ. Rồi. Cái màn hình cô chia sẻ chưa? Dạ rồi. Rồi, cô nhắc lại những bạn mà chưa có điểm ha, để các bạn biết mình là chưa có điểm, để các bạn giơ tay song song các bạn trả lời để các bạn lấy điểm nha. Còn lại Quỳnh Anh nè, Bội Đình nè, Trí Dũng là 3, Quốc Khánh là 4, Yến Oanh là 5, Công Tâm là 6, Mai Thảo là 7, Thanh Vân là 8, Anh Khoa là 9, Tấn Trọng là 10, Thái Bình là 11, Duy Hưng, Đăng Khoa, Trần Gia Bảo cơ sở 2, Vũ Phong, Quang Anh, Việt Thành, Bảo Nhi, Phương Thảo, Minh Lộc. Còn rất nhiều bạn là chưa có điểm đó nha. Đây các bạn tranh thủ giơ tay. Rồi, câu 31, chọn pháp biểu đúng. Cho cô biết oxygen là gì. Nhắc lại khái niệm oxygen thử xem. Rồi, mời Yến Oanh. Dạ. Con chọn câu à. Trước tiên chọn câu trả lời, con nhắc lại khái niệm oxygen là gì cho cô. Nó thuộc bài chính ha, lập cái bài chính ra nhắc lại khái niệm oxygen cho cô. Trong mục đầu tiên của bài chính luôn, một số tính chất của oxygen đó.
Như cô, oxygen là chất khí, không màu, không mùi, không vị, nặng hơn không khí, ăn ít trong nước. Rồi, như vậy câu phát biểu đúng về tính chất oxygen là gì? Mình chọn đáp án nào đây? Dạ, cô là câu A. Đúng rồi, câu A. Oxygen là chất khí tăng ít trong nước và nặng hơn không khí. Được chưa? Còn những câu còn lại như câu B là nó nói tan vô hạn trong nước nè, nhẹ hơn không khí nè, là sai. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu 32. Sự cháy và sự oxy hóa chậm có đặc điểm chung là gì? Câu này bạn nào biết? Mẹ con hả? Rồi những bạn giơ tay thì những bạn đã có điểm rồi. Rồi mời Hoàng Đạt trả lời câu này thử xem. Dạ thưa cô, là câu 32, sự cháy và sự oxy hóa chậm có đặc điểm chung là tỏa nhiệt và phát sáng. Con chọn câu A. Câu A. Câu 32 chọn đáp án A, chưa chính xác. Các bạn lật ra cái cuốn vở của mình hôm trước mình làm cái phần trắc nghiệm nha. Hôm trước cô cho 50 câu trắc nghiệm đó, các bạn làm ra vở các bạn nộp đó. Rồi da Mỹ không có tắt cam nha, con tắt cam là cô không có gọi con đâu nha. Rồi, da Mỹ trả lời câu 32 cho cô thử xem. Dạ, thưa cô, là cháy và sự oxy hóa chậm có đặc điểm chung là con lật ra bài hôm trước con giải chưa? 50 câu hôm trước cô cho bài tập về nhà giải nộp cho cô đó, cô có chấm điểm rồi đó, con lật ra cái phần đó. Được rồi cô. Hôm trước câu 32 sai. Con chọn câu nào? Dạ, con chọn câu C cô. Câu C là mới chính xác nha con. Câu C, câu này là cái phần mà sự tiêu hóa đó, các bạn chưa có được học. Nên là câu này các bạn hơi mở cam lên con. Các bạn bỏ cái câu này đi nha. Đánh dấu chéo vô trong cái vở của mình là không có ôn tập câu này. Mình đã bị tắt rồi cô. Thì cái sự oxy hóa của mình các bạn chưa có được học. Rồi tiếp theo câu 33, chọn phát biểu sai. Rồi cô mời Vũ Phong. Rồi Vũ Phong 32, chọn phát biểu nào là sai? Oxygen cần thiết cho sự quang hợp của cây. OB oxygen oxy hóa được hết các kim loại, là có nghĩa là nó làm cho các kim loại bị hư hỏng, nó bị oxy hóa, bị rỉ sét á. OC là oxygen cần thiết cho quá trình hô hấp của động vật. Câu D là oxygen là một chất hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao. Theo con, câu 33 chọn, con chọn phát biểu nào là sai? Vũ Phong ơi, con nói chưa? Nãy giờ con có nói không? Dạ thưa cô, là câu D, oxy hóa là chất hoạt động hóa học rất mạnh, nhất là ở nhiệt độ cao cô. Rồi, chưa chính xác. Câu này cô giải cho các bạn luôn ha. Câu này có một số cái khái niệm, các kiến thức các bạn chưa có được học. Câu này, câu 33, các bạn sẽ chọn đáp án B. Oxygen, oxy hóa được hầu hết các kim loại. Cái này nó không oxy hóa được hầu hết tất cả các kim loại. Tại vì sao? Thì vì khi để ngoài không khí thì có một số kim loại nó sẽ không bị oxy hóa, nó không bị rỉ. Như vậy là nó không bị oxy hóa, được chưa? Nên là câu này là phát biểu sai, được chưa? Câu này, câu 33 tụi con cũng đánh dấu vào, tụi con bỏ qua luôn ha. Câu 32 và câu 33 tụi con không học, được chưa?
đánh dấu bỏ cho cô nha, để mình loại trừ bớt những cái câu mà mình chưa học đến, được chưa? Rồi tiếp theo câu 34, bạn An tiến hành một thí nghiệm bắt hai con châu chấu có kích cỡ bằng nhau cho vào hai cái bình đựng thủy tinh, đậy kín bình bằng một nút cao su, còn bình hai thì bọc lại bằng miếng vải màng. Theo các em là dự đoán kết quả xảy ra của hai con châu chấu ở bình. Câu này rất dễ luôn đúng không? Rồi mời cô, mời Quang Anh. Dạ. Có một dấu chấm đây. Rồi Quang Anh trả lời đi. Theo con dự đoán, bây giờ cô bắt hai con châu chấu bỏ vào hai bình đựng thủy tinh, như một bình là cô sẽ đậy bằng nút cao su, còn một bình là cô sẽ bọc lại bằng miếng vải màng. Như vậy theo con là hai con châu chấu trong hai bình đó nó như thế nào? Nó còn sống hay đã chết, hay là con nào sống con nào chết? Theo cô là con giơ tay mà bây giờ con phải suy nghĩ nữa hả? Rồi bây giờ cô mời bạn khác ha, khi nào mà chắc chắn thì câu trả lời của cô là cô A. Rồi cô A là con châu chấu ở bình một chết còn bình hai sống, tại sao theo con kết quả của con là như vậy? Vì cô là cao su rất là, khi mình đậy nút cao su thì có còn không khí ở trong nữa không? Dạ không. Rồi còn khi mình bọc bằng miếng vải màng thì có còn không khí không? Dạ còn. Tại vì sao? Tại miếng vải màng rất là mỏng. Đúng rồi, miếng vải màng nó mỏng và nó có những cái lỗ, đúng không? Có cái lỗ để nó thông khí nó vào trong bình, được chưa? Còn đối với cao su thì không khí không vào được trong bình. Khi mà châu chấu gì hít hết oxygen trong bình rồi á, thì bắt đầu trong bình này nó hết oxygen rồi thì nó không có tiếp tục sống được nữa, được chưa? Nó không cung cấp oxygen cho châu chấu để châu chấu sống nữa, nên là con châu chấu ở bình 1 sẽ chết và bình 2 sống. Rồi tiếp theo câu 35, cây một đang xanh bốc cháy thì chọn phương pháp nào để chữa cháy dưới đây phù hợp? Câu này hôm trước cô có giải rồi, câu này hôm trước vừa mới giải xong luôn trong phần ôn tập cái slide của cô. Mời Thái Bình. Thái Bình đâu, bật mic lên cho cô thử xem. Dạ. Câu này chọn đáp án nào? Câu này hôm trước cô có giải rồi á ha. Dạ. Dạ thưa cô là, dạ thưa cô là câu A. Câu A là phun nước lên. Phun nước lên khi trong nước nó có oxygen không? Trong nước vẫn còn oxygen đúng không? Thì nó sẽ cung cấp cho oxygen thì sao? Nó cung cấp gì? Cung cấp oxygen là giúp duy trì sự sống và sự cháy đó. Như vậy phun lên là nó duy trì sự cháy đó nha. Đối với những đám những lửa lớn thì mình không có sử dụng nước để mình dập tắt cái đám cháy nha. Vậy là hôm trước là bạn Thái Bình vào cái câu hỏi của cô rồi. Rồi mời anh Khoa. Anh Khoa cũng chưa có điểm này. Dạ, con chọn câu B. Con chọn câu nào? Chọn câu B. Câu B là dùng cát đổ trùm lên đúng không? Con chọn câu đó đúng không? Dạ. Rồi, chính xác. Bạn Thái Bình lưu ý ha, câu này hôm trước cô có giải rồi mà bây giờ con trả lời không được đó. Vừa mới giải xong hôm thứ Bảy luôn. Tiếp theo, chất nào sau đây chiếm tỷ lệ lớn nhất trong không khí? Câu này rất dễ luôn ha, câu này mời thử xem anh Quân, những bạn mà còn bị dấu chấm đi. Dạ. Chất nào chiếm tỷ lệ lớn nhất trong không khí?
Dạ là nitrogen. À, nitrogen, câu C, chính xác. Những câu nào mà mình đã học đi học lại rồi các bạn phải nhớ cho cô nha. Trong quá trình quang hợp thì cây xanh thải ra thứ rồi. Vũ Phong lúc nãy chưa trả lời đúng, Vũ Phong trả lời lại câu này cho cô thử xem. Thưa cô là trong quá trình quang hợp cây xanh đã thải ra khí gì? Dạ thưa cô là khí CO2 cô, câu C cô. OC chưa chính xác. Quang hợp chứ không phải đầu hô hấp nha. Hô hấp thì mới thải ra khí CO2. Còn quang hợp sẽ thải ra khí gì? Trung tâm bật cam lên cho. Rồi mời Quỳnh Anh. Dạ thưa cô là em chọn câu B. Quang hợp thải ra khí oxy mới đúng nha Vũ Phong. Còn khí CO2 thải ra khí hô hấp. CO2 là trong quá trình hô hấp của mình. Hô hấp thì mới là kết hợp khí oxygen và thải ra khí carbon dioxide, được chưa? Rồi câu 38, các bạn sửa kịp trong vở của các bạn không? Câu nào sai thì nhớ đánh dấu và trong vở sửa bút đỏ cho cô nha. Nguyên nhân nào sau đây không gây ô nhiễm không khí? Nhớ cái chữ là không gây, được chưa? Rồi mời học Minh có điểm rồi, cô mời Trí Dũng. Đã có. Nguyên nhân nào không gây ô nhiễm không khí? Dạ khí thải do sản xuất công nghiệp, do động. Dạ có chữ B. Cái đó là không gây ra ô nhiễm không khí hả? Các nhà máy công nghiệp với phương tiện giao thông là nó không gây ra khí thải gây ô nhiễm không khí hả con? Đúng không? Không. Chứ con xem thử cái nào là không gây ô nhiễm không khí đâu. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh. Khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh là khí gì con? Nhớ không? Vừa nãy con mới nói trên này luôn. Khí quang hợp thì ra gì đó? Quá trình trong quang hợp thì của cây xanh là thải ra khí gì đây? Dũng. Dạ thải khí. Con thấy trên màn hình của cô không? Câu 37 cô chọn đáp án nào đó? Khí hóa. Khí oxygen là khí hóa. Như vậy khí sinh ra từ quá trình quang hợp của cây xanh là khí oxy, nó không gây ô nhiễm môi trường không khí, được chưa? Nãy giờ con có sửa bài vô vở không? Hay là con ngồi con chơi? Con sửa bài vô vở. Lát nữa chụp vở gửi qua cho cô nha. Rồi câu 39. Tại sao ở thành cốc nước đá lại xuất hiện những giọt nước nhỏ? Vì sao? Cô này thấy mình biết không con? Dạ cô là tại sao là xuất hiện những giọt nhỏ? Dạ hơi cô là câu C, trong không khí có hơi nước. Chính xác, trong không khí có hơi nước ha. Trong không khí có nó mới tạo thành những giọt nước nhỏ xuất hiện trên thành cốc ha. Rồi câu 40. Nguồn năng lượng nào sau đây gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất? Câu này học đi học lại rất nhiều lần luôn ha. Rồi mời Trịnh Công Tâm. Dạ, con chọn câu C. Câu C nhiệt điện. Câu này không phải suy nghĩ luôn ha. Câu này cô cho làm rất nhiều lần luôn rồi đó. Câu 41. Biện pháp duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí dựa vào đâu để duy trì cái nguồn cung cấp oxygen trong không khí đây?
còn ai biết nữa? Những bạn chưa có điểm, các bạn giơ tay lên đó nghe. Mời Việt Thành. Dạ thưa cô, dạ thưa cô, con chọn câu A. Trồng cây gây rừng. À. Con đọc nhầm. Con đọc nhầm anh yêu ơi. Biện pháp duy trì nguồn cung cấp oxygen trong không khí, trồng cây gây rừng, chăm sóc cây xanh. Con chọn đáp án này đúng không? Từ đúng. Cô ơi. Đổi đáp án không? Nãy con đọc giờ con mất tiêu rồi. Nhìn lên màn hình của cô chứ nhìn đi đâu vậy? Từ đó con nhớ, nãy con suy nghĩ thì con mất tiêu. Dạ đúng rồi. À, chính xác rồi chứ suy nghĩ gì nữa. Chứ còn những cái này, ví dụ như là thải chất khí ra môi trường không qua xử lý, hay là đốt rừng làm rẫy, hay là phá rừng để làm đồng điền trang trại, những cái hành động này là sao? Gây ô nhiễm không khí chứ nó đâu có cung cấp oxygen đâu. Nó làm không khí ô nhiễm thêm mà. Câu 42. Hoạt động kinh tế nào ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất? Câu này cũng học rồi luôn. Lý Thanh Vân, mời con. Dạ, thưa cô, là có A, sản xuất phần mềm sinh học. Thích to lên con. Dạ, sản xuất phần mềm sinh học. Ờ, sản xuất phần mềm sinh học là ít gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất, được chưa? Rồi, tiếp theo câu 43, nhiên liệu lỏng gồm các chất nào? Mai Thảo bật cao lên đi con. Rồi mời Đào Bảo Nhi. Thưa cô, là nhiên liệu lỏng gồm các chất, em chọn đáp án B ạ, cồn xăng và dầu ạ. Cồn xăng và dầu, đáp án B chính xác, được chưa? Mình xem thử cái nào lỏng mà mình chọn thôi. Câu A là nó có nến là nó không lỏng nè, đúng không? Câu B là có than, đá và củi là chất rắn nè. Câu C là cũng có củi đây là chất rắn. Như vậy còn chỉ có mình đáp án D là lỏng thôi đúng không? Các chất lỏng thôi đúng không? Rồi tiếp theo, câu 44, an ninh năng lượng là gì? Cái này phải dựa vào khái niệm ha. Xem lại khái niệm trong sách giáo khoa, cứ trong sách giáo khoa người ta nhắc lại khái niệm an ninh năng lượng là gì? Câu 44, Bùi Đình trả lời được không con? Ráng trả lời để kiếm điểm coi con. Để con tìm sắp. Rồi nhanh lên nha. Biết chỗ nào không? Nó nằm trong cái phần bài mà chủ đề 4 á. Cái phần đó cô cho về nhà tự tìm hiểu đó. Rồi Bội Đình thấy chưa con? Nó thuộc bài nhiên liệu và an ninh năng lượng trong bài 12 đó con. Xem thử là khái niệm an ninh năng lượng là gì. Rồi trong khi đợi bạn Bội Đình, Vũ Phong có thấy chưa mà Vũ Phong giơ tay đây. Dạ rồi cô. Vũ Phong. Dạ rồi cô. Câu này con trả lời được không? Dạ được. Câu này trả lời được không con? Dạ được cô. Rồi bạn nào nhớ thấy cái khái niệm an ninh năng lượng rồi trả lời cho cô thử xem. Mỹ Du trả lời thử con.
trả lời được mà cô. Dạ, theo con nghĩ, là con A. Ờ, con A. Rồi, cô A là đáp án chính xác ha. An ninh năng lượng là sự đảm bảo đầy đủ năng lượng dưới nhiều dạng khác nhau, ưu tiên các nguồn năng lượng sạch và giá thành rẻ. Rồi, lúc nãy bạn cô mời bạn Bộ Đình xong rồi bạn gì? Bạn Mỹ Du rồi xong rồi bạn Vũ Phong mới nói là con trả lời được. Tại vì bạn nói nhỏ quá cũng không nghe. Lát nữa Vũ Phong có nói thì nói to lên nha con. Rồi, câu 45. Xăng sinh học E5 chứa bao nhiêu phần trăm cồn, bao nhiêu phần trăm xăng truyền thống? Câu này không biết về nhà các bạn tìm hiểu chưa? Có một số bạn cô thấy là cái câu này trả lời sai rất nhiều. Rồi mời Vũ Phong một lần nữa nè. Giờ nói to rõ ràng lên nha. Dạ thưa cô, là câu D cô. 3% xăng sinh học và 97% xăng truyền thống cô. Rồi con chọn ở đáp án này chưa chính xác. Rồi mời bạn Bội Đình. Bạn Bội Đình chưa cũng trả lời rất nhiều lần mà cũng chưa có điểm đây. Dạ thưa cô, con chọn không A. A 10% cồn và 90% xăng truyền thống chưa chính xác nha con. Rồi còn hai câu đó. Mời Học Minh. Học Minh nó ghi chữ là Học Minh. Rồi Học Minh đợi cho cô tôi xem. Mai Thảo bậc ca bao nhiêu con? 45 là câu C. C. Rồi ba bạn trả lời là ba đáp án đều sai hết. Đáp án của mình là đáp án B ha. 5% cồn và 95% là xăng truyền thống, được chưa? Câu 45 chọn đáp án B, các bạn sửa vào vở cho cô đây ha. Tiếp theo câu 46. Tại sao không nên đun bếp than trong phòng kính? Vì sao mình không nên đun bếp than trong phòng kính đây? Rồi mời những bạn, giờ những bạn chưa có điểm cô gọi nha. Trần Gia Bảo câu số 2. Gia Bảo ơi, bật mic lên con. Rồi câu 46 con chọn đáp án nào? Vì sao mình không nên đun bếp than trong phòng kính đây con? Vì sao? Rồi Gia Bảo, con chọn đáp án nào đây con? Đã chọn đáp án nào? Đọc hết cái đáp án ra cho cô Tử xem. Gia Bảo đâu rồi? Đâu. Rồi con chọn đáp án nào thì con đọc hết đáp án ra cho cô. Con chọn đáp án B hay là đáp án D? Vì than cháy ra nhiều khí CO, CO2 có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều trong phòng kính, hay là vì giá thành than rất cao? Rất cao. Vì giá thành than rất cao, chưa chính xác. Rồi mời Minh Lộc thử xem. Minh Lộc, câu này chọn đáp án nào đây? Dạ cô là con chọn là câu B. Đúng rồi, vì than cháy tỏa ra rất nhiều khí độc nên là nó có thể gây tử vong nếu ngửi quá nhiều hoa trong phòng kính. Mình sử dụng bếp than mình đun trong phòng kính là rất nguy hiểm. Rồi tiếp theo câu 47. Cây trồng nào sao không được xem là lương thực? Câu này lúc nãy có trả lời rồi đó.
Con lầy cam em đi con. Trả lời không được nữa là cô cho điểm trừ thôi chứ cô không có gọi nữa nha. Mời Nguyễn Phương Thảo. Em thưa cô là C. Đúng rồi, C là mía đó. Thì các bạn đợi cô một tiếng nha. Chí Dũng mở cam đi con. Rồi hành đạt đi đi con, đi nhanh nha. Dạ. Cô nghe Trang đi xin lỗi cô. Bạn mới đi đó con, chờ bạn vào rồi cô cho con đi nha. Tại vì không thể một lúc mình đi nhiều bạn được. Yeah. Rồi tiếp theo ha. Câu 48. Trong các loại thực phẩm dưới đây, thực phẩm nào chứa nhiều protein? Lúc nãy cô vừa mới cho làm luôn. Câu này cô gọi những các bạn mà chưa có điểm để các bạn trả lời, để các bạn lấy điểm đây, mà các bạn trả lời không được nữa là cô mời Duy Hân. Duy Hân cơ sở 2. Dạ cô. Lúc nãy cô giải câu này, trong các thực phẩm là thực phẩm nào chứa nhiều protein, chứa nhiều chất đạm? Cô ơi cho con uống nước cái nha cô. Bạn Duy Hân đâu rồi? Dạ cô. Câu này lúc nãy cô giải chọn đáp án nào đây? Tên thích con là cú đê. Gạo và rau xanh. Gạo và rau xanh hả? Lúc nãy cô giải đáp án này đúng không? Duy Hân là rất nhiều điểm trừ mà còn không tập trung nữa ha. Cô nghe con trả lời. Bạn nào vậy? Bội Đình. Bội Đình. À, Bội Đình hả? Mời con. Con chọn câu C. Chọn cô C, thịt, chính xác ha. Cô ơi, cô bạn hàng nhẹ vô rồi, giờ không đi được cho cô. Thôi lên đi đi. Rồi. Câu 49, những thực phẩm để chế biến nước mắm. Câu này bạn nào biết đây? Vũ Phong biết câu này không? Để lấy điểm luôn nè con. Dạ thưa cô là câu A cô. Câu A, cá. Cá
chuối. Chính xác hả? Rồi, câu 50. Thực phẩm để lâu ngoài không khí sẽ bị gì? Không biến đổi màu sắc, mùi vị không thay đổi, giá trị dinh dưỡng vẫn đảm bảo, hay là biến đổi màu sắc, mùi vị và giá trị dinh dưỡng? Câu này thêm vào ha. Rồi, nó bị biến đổi về màu sắc, mùi vị và giá trị dinh dưỡng luôn. Hay câu này chọn đáp án nào đây? Mời Nguyễn Lê Quốc Khánh. Quốc Khánh đâu rồi? Dạ. Dạ cô là cô. Đáp án nào đây con? D. D, bị biến đổi màu sắc, mùi vị và giá trị dinh dưỡng, chính xác. Rồi, mình xong 50 câu ha. Cô sẽ chiếu lại cho các bạn xem lại để các bạn sửa lại trong vở của các bạn nha. Rồi tiếp theo mình sẽ từ bao nhiêu câu? 90. Vậy là tổng cộng có bao nhiêu câu vậy cô? Bài kiểm tra giữa kỳ của mình sẽ có 40 câu, được chưa? 40 câu trong vòng 60 phút đúng không cô? Đúng rồi, 40 câu trong vòng 60 phút là thời gian rất là dư dả cho các bạn luôn đó. Rồi cô sẽ chiếu lại từ từ cho các bạn ha, từ câu 1 đến câu 50 cho các bạn sửa lại nha. Dạ. Rồi, bây giờ từ câu 1 tới câu 8 trước đó. 1 đáp án D, 2B, 3C. Rồi mỗi 10 câu là cô sẽ cho 1 phút thôi nha. Các bạn xem lại câu nào mình sai thì mình lấy bút đỏ mình sửa lại cho cô vào trong cái bài đó cô cho cô nha. Dạ con xong rồi. Tranh thủ sửa để còn giải những cái câu kia nữa đó ha. Bảo Nhi ơi, bật cam đi con. Lộc ơi, làm bài đi Lộc ơi. Dạ con. Tập trung làm bài nha. Cô ơi, con xong rồi. Rồi, câu 9 là chọn đáp án đi ha. Các bạn tranh thủ nha, xem thử câu nào sai là sửa vào liền cho cô đi ha.
Rồi cô Sang nha. Các bạn xong chưa? Tới câu 16 hết chưa? Dạ rồi. Có một số bạn cô chấm bài sai rất nhiều đó, các bạn xem cố gắng sửa lại nha. Khoan từ từ cô ơi, con chưa kịp câu, con chưa kịp làm xong câu 16 cô ơi. Câu 16 chọn đáp án A con. Con chỉ cần ghi là 16A thôi, được chưa? Ví dụ như cái bài của con chọn đáp án B đi, con chỉ cần đặt đáp án B, con sửa lại chữ A thôi. Con lấy bút đỏ con sửa lên. Dạ, con không còn. Rồi. Các bạn không cần ghi lại đáp án đâu ha. Mình chỉ cần ghi cái đáp án là chọn đáp án gì thôi. Thì vì phần này cô sẽ vẫn thể tải lên các bạn xem lại, các bạn không tập lại. Nhưng mà các bạn cũng phải sửa trong vở của các bạn để các bạn biết là mình sai cái chỗ nào để mình xem lại cho nó kỹ nha. Cô ơi, cô hình như câu 23 là phải xuống dưới nữa cô. Câu 23 hả? Chỉ đúng có mỗi câu A mà chứ câu B, C chưa có. Lát nữa cô sang ta nó sẽ có đáp án cho con nha. Con cứ dạ. Tới câu 2 đi. Quốc Khánh ơi, sửa bài vào nha. Quốc Khánh đang ngồi chơi đó nha. Bảo Nhi ơi, bật cam nè. Cô nhắc 4-5 lần nha Bảo Nhi. Rồi câu 23 chọn đáp án C đó con. Hai ba C, 24 D, 25 A. Các bạn xem cho kỹ cái câu rồi chọn đáp án nha. Những bạn sai rất nhiều, như ví dụ như là Thái Bình hay là Khánh Trân, Việt Thành, Hoàng Thịnh rồi đó. Những bạn mà điểm thấp đó, các bạn cố gắng sửa lại cho nó chính xác cái bài của mình nha. Để mình tập trung những câu sai của mình sửa lại nha. Dạ. Nhưng câu bạn các bạn mà giơ tay cũ thả tay xuống hết đi con. Dạ. Rồi xong chưa cô Sang Trang ha? Tới câu 32 hết chưa? Dạ chưa. Dạ rồi. Rồi chưa, các bạn chưa, để bạn sửa con. Không bỏ dạ. Tay. Bạn nào mới nói chưa đó, con tới câu nào rồi? Bạn nào vừa nói chưa xong á? Con cô Nha Mỹ. Nha Mỹ. Nha Mỹ tới câu nào rồi? Dạ con tới câu 31 ạ. Rồi 31A, 32C. Lộc ơi, sao vẽ bậy lên màn hình cô vậy? Xóa cho cô đi, nhanh lên. Xong rồi cô. Rồi câu này là câu 33 nha, 33B nha. Trinh bài có sai không mà không thấy sửa ở Trinh, Khánh Trinh á. Dạ, lúc đầu con có sửa rồi á cô ạ. À, cô giải tới đâu con sửa tới đó hả? Dạ. Thank you.
Rồi, cô Sam nha. Tới câu 42 hết chưa? Câu 42A chưa? Đã rồi. Đình xong chưa con? Bụi đình á. Bụi đình xong chưa con? Từ từ có con bút. Mười C, 41A, 42A. Rồi con. Rồi. Ủa cô, chứ còn mấy câu 51 thì sao cô? Rồi, mình sửa xong đây là cô sửa lại cho tụi con này. Nhưng mà lưu ý này, từ câu 51 đến câu 90 á, là cái đề ôn tập trắc nghiệm mà cô cho làm, tụi con làm trắc nghiệm á, cái bài ôn tập thứ hai đó. Dạ. Có hai bài ôn tập cho tụi con, một cái bài ôn tập cô vừa mới sửa xong, còn một bài ôn tập thứ hai á. Cái bài ôn tập thứ hai là cô cho tụi con làm trắc nghiệm, là trên cái bài ôn tập đó đó là cô cho tụi con xem lời giải á. Nên là tụi con sẽ lên xem xét, các bạn xem lại cái làm của mình, sẽ biết là chỗ nào mình sai, chỗ nào mình đúng, được chưa? Nó có sẵn đáp án trên đó, cô có chiếu đáp án cho các bạn luôn rồi đó, nha. Dạ. Còn bài này lát nữa sửa xong rồi cô sẽ tải lên. Cái bài này với lại cái bài ôn tập mà trên slide lúc nãy đó, cô sẽ tải trên phần tài liệu bên cái phần môn của cô, được chưa? Các bạn vào phần tài liệu các bạn xem lại, được chưa? Rồi, sẽ có cái lời giải đáp án trong đó luôn. Rồi, các bạn xong hết chưa nè? Ừ, dạ xong rồi cô. Chưa đã xong hết rồi nè. Bạn nào chưa xong? Bạn nào tới câu nào chưa xong á? Dạ con xong rồi. Rồi, những cái câu mà dễ mình đi nhanh nha. Đâu, đo lường thời. Có cần viết không cô? Không con, không cần viết. Phần này cô đã tải đáp án lên rồi. Rồi các bạn chỉ cần vào trong cái bài làm đó, các bạn xem lại đáp án thôi. Cô cho các bạn dạ. Xem đáp án chi tiết á. Nên là các bạn vào đó các bạn xem, được chưa? Rồi dạ. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức của nước ta là gì? Bội định. Cô con chọn C. C, dây. Chính xác. Câu 52, trước khi đo thời gian của một hoạt động, ta thường ước lượng khoảng thời gian của hoạt động đó để làm gì? Còn một số bạn chưa, vẫn chưa có điểm nha. Mai Hảo. Dạ. Câu này chọn đáp án nào? Cô đáp án A. Cô nói to lên. Đáp án A. À, chọn đáp án A, lựa chọn đồng hồ cho phù hợp chưa? Câu 53. Dụng cụ nào sau đây dùng để, dụng cụ sau đây dùng để làm gì? Câu này rất dễ đúng không? Bạn Duy Hưng thử xem, bạn Duy Hưng trả lời được câu này không để lấy điểm coi bạn Duy Hưng. Dạ. Câu này chọn đáp án nào? Dụng cụ này dùng để làm gì? Dụng cụ là câu C, đo thời gian. Rồi, chính xác. Tiếp theo, để đo thời gian của một vận động viên chạy 100m thì loại đồng hồ nào là thích hợp nhất? Mời anh Khoa. À, anh Khoa có điểm rồi. Mời Tấn Trọng. Mai Thảo, Gia Bảo mở cam lên con. Dạ. Tấn Trọng ơi, chọn đáp án nào con? Dạ, câu 54 rồi. Dạ. Đúng rồi. Dạ, dạ thưa cô là câu B, đồng hồ bấm giây. 54B, chính xác.
câu này là cho những bạn mà trả lời sau đây, những bạn đây là không giơ tay đây, là những bạn sẽ không được điểm như những bạn mà giơ tay đâu nha. Rồi câu 55, để đo thời gian đi từ nhà đến trường thì em sử dụng loại đồng hồ nào là phù hợp nhất? Cô ơi, cái câu 55 con cũng có một cái thắc mắc là để đo thời gian đi từ nhà đến trường đó cô. Ừ. Cái để đó cô, để đo thời gian đi từ nhà đến trường, dấu quyền. À, rồi, đến trường. Rồi, câu này mời Vũ Đăng Khoa. Đăng Khoa chưa có điểm đây. Dạ cô. Câu này chọn đáp án nào đây? Câu 55 đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, anh chọn đồng hồ đeo tay. Rồi, chính xác câu 55 đi. Câu 56, dụng cụ ở hình bên dưới có tên là gì? Mời Quốc Khánh. Đồng hồ là nhiệt kế. Rồi, nhiệt kế. Nếu ra đề mà những câu này có biết chọn không? Có biết chọn đáp án không? Đề dễ đúng không? Dạ, con biết chọn. Câu nhận biết là cô cho những câu nhận biết đó ha. Là chỉ có lấy điểm thôi, mà còn những câu này mà còn để sai nữa là thôi luôn á, bó cả hai tay luôn á. Để biết chính xác của một vật ta dùng dụng cụ nào, mời bạn Trần Gia Bảo cơ sở 2, còn mình bạn là chưa có điểm thôi đó. Trần Gia Bảo bật mic lên cho cô, câu này chọn đáp án nào? Trần Gia Bảo chọn đáp án nào con? Nhanh lên, mất ăn lắm con. Câu 57, con chọn đáp án nào? B hả? Để biết chính xác nhiệt độ của một vật mà chọn đáp án B hả? A. Rồi, A là gì? Nhiệt kế. À, nhiệt kế nha. Để biết chính xác nhiệt độ của một vật thì ta chọn nhiệt kế, được chưa? Rồi, đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là gì? Rồi bây giờ mời mấy bạn giơ tay để các bạn lấy điểm cộng ha. Mời Mỹ Vô. Mỹ Vô đâu rồi? Dạ con đây nè cô. Rồi chọn đáp án nào con? Dạ là câu A. Câu A, chính xác. Câu này, những câu này rất dễ mà không giơ tay lấy điểm cộng là thôi hết cơ hội để lấy điểm cộng luôn nha. Câu 59, mời Đăng Khoa. Dạ cô. Rồi câu 59 chọn đáp án nào con? Dạ con chọn đáp án D. Nhiệt độ là số đo nóng lạnh của... Chính xác. Câu 60, trong nhiệt giai Celsius thì nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ C? Mời Quang Anh. Quang Anh. Dạ. Trong nhiệt giai Celsius thì nhiệt độ đông đặc của nước là bao nhiêu độ C đây con? Cô là 0 độ C. Rồi, chọn đáp án B. Rồi lưu ý những bạn mà có điểm cộng là cố gắng giơ tay, có điểm trừ là cố gắng giơ tay nha. Rồi câu 61, quan sát hình vẽ và cho biết tên dụng cụ sau đây, rất dễ luôn. Mời Bảo Ngọc. Dạ thưa cô, con chọn câu A. Con đồng hồ, chính xác.
Tiếp theo câu số 2, dụng cụ nào sau đây dùng để làm gì? Lúc nãy cô mới gọi bạn nào vậy ta? Bạn Bảo Ngọc. Con biết cô đó cô. Con là bạn nào? Con tên Lộc. Rồi mời Lộc. Con chọn câu A cô. Câu A để đo khối lượng chính xác. Rồi tiếp theo. Chất nào sau đây chiếm không khí? Rồi tắt mic, tắt mic. Ở Việt Thành. Dạ thưa cô. Dạ cô là chất nào sau đây chiếm tỷ lệ ít nhất trong không khí là chất nhiều nhất, lớn nhất, chiếm thể tích lớn nhất nha. Lớn nhất là chất nào? Câu này lúc nãy trên kia làm sao không? Lên cho gần. Tiếp theo. Câu 64, tác hại của ô nhiễm không khí đến sức khỏe của con người là gây như thế nào? Mời Vũ Phong. Dạ thưa cô, là gây ra các bệnh về da cô. Là đáp án B đúng không? 64 là B đúng không? Dạ cô. Vẫn chưa đúng. 64 đáp án B chưa đúng. Mời Yến Oanh. Dạ thưa cô, là đáp án D. Tất cả phương án trên đều đúng. Đúng rồi, tất cả các phương án trên ha. Nó gây ra bệnh hô hấp hay là bệnh về da, hoặc là tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ha. Tất cả các phương án trên. Câu 65, trong các hoạt động nào sau đây hoạt động nào không gây ô nhiễm không khí? Mời Quốc Khánh. Dạ không, cô là cô đi. Quang hợp của cây xanh, các bạn chọn đáp án là các bạn đọc luôn cái đáp án ra cho cô nha. Ví dụ như đáp án D là quang hợp của cây xanh thì đọc hết ra đáp án cho cô. Phương tiện giao thông nào sau đây không gây hại cho môi trường không khí? Mời Lý Thanh Vân. Dạ thưa cô, là đi xe đạp. Đáp án đi xe đạp. Tiếp theo, vật liệu kim loại có tính chất nào sau đây dẫn điện, dẫn nhiệt, dễ bị ăn mòn hay là cả ba đáp án trên đều đúng? Mời Bảo Anh. Bảo Anh ơi. Bảo Anh nói cô không nghe, con bấm qua thanh chat đi. Bảo Anh nhắn qua thanh chat cho cô đi. Rồi Bảo Anh chọn đáp án D, 67D chính xác ha. Quả ba tính chất là dẫn điện, dẫn nhiệt và dễ bị ăn mòn ha. Rồi tiếp theo câu 68, vật liệu bằng nhựa có tính chất nào sau đây? Mời Quỳnh Anh. Dạ cô. Câu 68 chọn đáp án nào đây? Dạ thưa cô, là em chọn là câu C. Vật liệu bằng nhựa mà có tính dẫn nhiệt hả? Chưa chính xác. Mời Chu Minh. Dạ. Dạ là câu A. Là không bị hoen gỉ nha Quỳnh Anh nha. Vật liệu bằng nhựa là không bị hoen gỉ, nó không có tính dẫn điện, dẫn nhiệt và ăn mòn. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt và ăn mòn là của kim loại nha. Còn vật liệu bằng nhựa không có tính chất đó nha. Vật liệu nào sau đây có tính dẫn điện có tính dẫn điện là của vật liệu kim loại ha. Xem thử là trong bốn đáp án đó
Cái nào là kim loại hả? Mời Thanh Hải. Thanh Hải đâu rồi? Bạn Thanh Hải đâu ta? Chưa bật mic lên này. Bạn Thanh Hải nghe cô gọi không ta? Nghe cô nói rồi. Thanh Hải ơi, con làm gì vậy Thanh Hải? Thanh Hải ơi. Rồi Thanh Hải, cái âm thanh của bạn Thanh Hải sao mà không nghe cô gọi luôn rồi? Thôi cho em. Bạn nào cho em vậy hả? Em Quỳnh Anh. Quỳnh Anh hả? Rồi Quỳnh Anh chọn câu nào để xem? Dạ thưa cô, là em chọn câu A là sắt. Rồi, chính xác ha. Rồi, cô dạy một câu nữa, là còn lại những câu còn lại mình xem lại trên sách cho cô nha. Nhận xét nào sau đây đúng về đồ dùng bằng nhựa không gây ô nhiễm môi trường, dễ bị phân hủy, không ảnh hưởng tới sức khỏe con người, hay là có thể tái chế? Câu này mời ai có ít điểm cộng ta? Nguyễn Gia Bảo. Nguyễn Gia Bảo trả lời được câu này không? Đáng khổ không? Câu này cũng chọn đáp án nào? Trả được cô. Được từ hả cô? Ta chọn đáp án em được cô chọn đáp án A. Đồ dùng bằng nhựa không gây ô nhiễm môi trường hả? Chưa chính xác. Rồi, câu này mời Ngọc thử xem. Ngọc Thủy ơi. Cô là câu D, có thể tái chế. Rồi, vật liệu bằng nhựa là có thể tái chế nha. Còn nó nè, nó có gây ô nhiễm môi trường, nó cũng dễ bị phân hủy ha. Và nó sao, nó vẫn gì xấu đến sức khỏe của con người ha. Khi mà đồ nhựa mà không đảm bảo sức khỏe, nó vẫn gây ảnh hưởng của con người ha. Được chưa? Còn lại những câu từ câu 71 đến câu 90 là 20 câu còn lại, các bạn về xem lại trên sách ha. Trên phần bài tập ôn tập cô cho các bạn làm đó, các bạn xem phần đáp án, cô có để cho các bạn xem đáp án đó, các bạn xem lại và ôn lại tất cả các bài từ bài 1 đến bài 16 cho cô ha. Được. Và những câu hỏi trắc nghiệm mà cô sẽ tải sách đây, được chưa? Các bạn về nhà ôn lại tất cả cho cô để thứ bảy tuần này nè, được chưa? Tiết đầu tiên mình sẽ kiểm tra giữa học kỳ ha. À, rồi ôi, thứ bảy tuần này đúng là cái ngày nhà giáo Việt Nam luôn đó cô. Rồi nên là các bạn cố gắng ha, về nhà ôn tập ha. Đúng ngày nhà giáo Việt Nam là các bạn cố gắng, các bạn ôn tập, các bạn điểm cao thì cái đó là cái quà dành tặng cho cô đó nha. Dạ rồi, chúc các bạn ôn tập bài thật là kỹ và thật tốt để làm bài được điểm cao nha. Chào dạ cô. Dạ con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Hẹn cô vào thứ bảy tuần này. Rồi, cô hẹn gặp cô thứ bảy tuần này. Chú mình là tắt mic đi chú mình.
cô chưa có bài đi cô. Từ từ đừng có vội.